Đây là món ghẹ hấp. Này, món ghẹ này rất là ngon ở Nha Trang. Chúng ta thấy ghẹ nhiều người không biết hấp thì người ta không biết nấu thì người ta làm nó sẽ con ghẹ nó sẽ không ngon, và khi ăn thì nó sẽ không đảm bảo chất lượng. Bản thân con ghẹ thì nó đã có nước ở trong rồi, cho nên là khi mà chúng ta nấu thì chúng ta không cần phải cho nước vào nữa, chúng ta chỉ cần cho gừng, cho sả, chúng ta cho một ít đường và chúng ta cho một tí rượu. Như vậy là chúng ta đun lên thôi. Chúng ta có thể bỏ một ít sả phía dưới để đề phòng nó bị cháy. Đó. Vậy thì khi chúng ta ăn nó sẽ rất là ngon. Đây là món ghẹ hấp. Bên này là món tôm. Món tôm. Đây là tôm. Tôm thì chúng ta cũng hấp giống như ghẹ thôi. Nên là khi mà chúng ta đặt lên, chúng ta đun tôm thì nó nhanh hơn, nó chỉ khoảng 3 đến 4 phút là nó chín rồi, nó không mất nhiều thời gian như ghẹ. Ghẹ thì nó lâu hơn một tí. Cá biển kho. Nó sẽ hơi nóng. Đây là cá bốp, cá bốp kho. Đây là cua loan kho như món hôm qua mà. Kho này hôm qua thì nếu như mà mình muốn cho ra vị là nó hiểu. Món kho của cua loan cũng làm cái quá thế đấy. Hôm nay em muốn nấu kiểu này để thay đổi tí. Các phương diện thì đã biết rồi. Ở ngoài kia cô Lương cô cũng hay kho như thế đúng không? Chúng ta sẽ cho một ít rượu vào cá để cho nó thơm. Nếu mà chúng ta bỏ rượu xuống dưới thì nó còn đỡ bị cháy nữa. Cái này lạc này ngoài mình gọi là lạc, cái này gọi là đậu phụng nhỉ? Vâng, đúng rồi, đậu phụng. Cái riêng ở trong này nó củ nó to mà nó mềm. Ừ. Không hoạt động như là ngoài kia. Mình ăn rồi sẽ đỡ nóng hơn. Ừ. Không cơm bằng. Tỉnh đến nhiệt độ lên. Bài đâu? Bài đâu? Mẹ ơi, bài đâu? Thôi mẹ. Đây, có cái túi đỏ cái này mẹ. Cái giường mình tháo đứng to này thì ăn không sợ người không ăn được giường này không? Né được. Né được. Ớt như vậy nên cho miếng to tướng là người nào ăn được thì người nào không ăn được tự biết mà tránh. Thảo à? Đây gì của mày? Thảo. Ngoại này em làm các tư tưởng là mình đừng vào trong đây đấy nhé. Nói thế. Đấy. Không bảo giá rồi. Ai chăm sóc cho đến mình con này khi mà mình chết cháu rồi. Thì con cháu có thể ai chăm ông bà? Ông bà đang ở với con đang ai? Mẹ ai?
chiêu nào là hai bùi dai đó. Ông nói thích chơi. Hả? Đùa. Bán ở lâu. Những nhà kia đang cho thuê rồi. Cho thuê đi, cho thuê vẫn bán bình thường. Thế ai? Cho em vay vài 300 triệu để em mua đất trong này ông đi vào nhá. Ông đi vào đây ấy, thì vợ chồng bác có cơ hội nhá, nhưng không mà ông đi không vào hơi mệt đấy. Ôi giời. Đó. Sao giữ được con cái đi đâu với chúng lại cho cả cái miếng sâu vào đấy ạ. Không thối rồi à? Đâu. Cái nhà ông Thành ấy. Hả? Ông Thành trở về xong hết cho người ta mà kiếm được. Ông Thành nó đi, ông Thành nó đi, ông Thành nó đi đố bảo đi. Thì ông Thành gọi về ông đi về ngay. Cho ơi, không cho rồi. Ông về, cứ thọ ở đấy thôi. Cái gì? Mẹ ơi, con thích họ ở đây chứ. Quay ba cho bà luôn. Chỉ quay sơn về mới thọ mở thôi. Quay của bà. Bật 80 thì nó chả sôi. Bật 80 nó không sôi. Bây giờ chúng ta đã thấy là nó chỉ mới khoảng 2 phút thôi nó đã chuyển sang màu vàng. Đó, màu sắc đã thay đổi. Và chỉ cần 5 đến 7 phút là nó đã chín. Hiện tại thì khoảng do tôi có tạm dừng máy một tí cho nên bây giờ thực ra thì nó đã khoảng 3 phút mà đã có mùi rất là thơm rồi. Mùi thơm là bao gồm mùi của gẹ, mùi của sả, mùi của gừng và mùi của rượu. Chúng ta bỏ rượu hay bỏ bia gì vào đây đều được. Cái việc mà vì anh đang quay, mỗi lúc nói anh phải tạm dừng để anh quay. Cái việc mà em nói nó không sai, nhưng mà cái quan trọng là nó đạt được cái mục đích đặt ra thì nó mới là quan trọng. Ví dụ như bây giờ mình thấy thằng em mình hay ai đến uống rượu, mình biết việc đấy là sai nhưng mình nói làm sao mà nó nghe theo mình. Chứ còn mình chửi nó thì nó im nhưng mà nó không nghe, làm sao nó vẫn uống bằng thường. Kiểu cái việc con người nói mới ngãi, tại vì anh không biết là bọn em nói chuyện gì. Cho nên là bây giờ nếu mà nói như thế thì em nói nó không sai, nói như vậy là đúng. Hôm nay thằng Cô Hiền nhắn tin cho bác Sơn đấy. Không, bác vừa về. Nói giờ về. Hỏi với bác Sơn thì chẳng hỏi hỏi gì, mục đích là hỏi biết là chồng bao giờ về gì nữa. Sơn về, Sơn có đi đâu hay có quà cho anh em. Em đi đâu chẳng có quà khác gì cả. Cứ lệch trọng tâm thì thế, biết tặng rồi. Gần đây nó cái tính này chứ, nó rất hay nói thật. Nó hay nói không thật. Học theo người miền Bắc. Người Bắc là hay nói lòng vòng. Cái rũ kinh nghiệm nhá. Ở nhà là nhà ông Duy quay nhiễm. Nhiễm cái gì? Cái người Việt Nam mình nó có một cái dở hơi là nhiều khi cái ở đây chú. Gừng á. Là cái gừng á. Thế là gừng à? Cái người Việt mình á là cô Thảo này. Cái người Việt mình có một số người nói dở ở chỗ là chuyện của người khác phải cứ hay nói vào chuyện của mình. Giờ hay cho rằng là như vậy mới là đúng, người ta thấy như kia đúng hơn thì sao. Ví dụ như ông bảo không uống rượu thì đời còn gì là sướng đấy, nhưng mà người ta thấy uống rượu là khổ thì sao, tại sao ông lại cứ bắt người ta phải uống rượu. Người ông bảo ăn không có ớt thì không ngon, nhưng mà người ta không thích ăn ớt thì sao, ví dụ thế. Ông bảo là phải ăn cái nọ ăn cái kia, thịt chó hay là cái gì đấy, người ta kiêng thịt chó hay sao, áp đặt.
gia đình người ta thấy như thế là hạnh phúc, thì mình lại bảo phải như nhà mình mới là hạnh phúc. Mình nói chuyện mỗi nhà người ta một cái, một người mỗi người ta sống một kiểu khác nhau. Ông nội thì ông biết là trong này ông tốt, thì lúc này nói bây giờ đáng lẽ là chết 70 tuổi nhưng mà bây giờ vào đây mình sống được 80 tuổi nên là biết được ở đây là điều kiện rất tốt. Rất tốt. Thực ra cái suy nghĩ đó là suy nghĩ của nhiều người lớn tuổi, nhưng mà tư tưởng của bố em phải nói là cực kỳ tiến bộ đấy. Tư tưởng của một người trẻ đấy, để đơn giản đấy. Suy nghĩ rất là trẻ, rất là khó. Vậy là cái món ghẹ của chúng ta cơ bản là đã chín rồi. Chúng ta có thể để cho nó yên tâm ấy, thì chúng ta có thể để thêm một vài phút. Đấy, chúng ta thấy nó rất là thơm, rất là ngon và màu sắc đã rất là đẹp. Là đã xong cái món ghẹ hấp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để xem miễn phí nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.